Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh 2 nền cam vlog của Tùng. Như lời Tùng đã nói về clip trước mà Tùng đã giới thiệu con Panasonic HCV800, thì clip kế tiếp thì Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người mấy bộ live stream. Đó, bộ capture HDMI, tức là chúng ta sẽ sử dụng bộ đó thông qua máy tính, laptop hoặc là điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và có tốc độ xử lý cao, thì chúng ta sẽ live stream từ máy quay sang máy tính PC, laptop hoặc là điện thoại của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ live stream trực tiếp này từ máy quay sang, ví dụ như là Tùng nói nôm na, ví dụ như công việc chúng ta đi du lịch chẳng hạn. Chúng ta đi du lịch, ví dụ như chúng ta live stream qua điện thoại thì ống kính điện thoại thì không thể zoom xa. Đó, và nó có rất nhiều cái chúng ta nó không chuyên dụng như máy quay phim, mà chúng ta lại muốn live stream qua máy quay phim để chúng ta gọi là cho mọi người thưởng thức các khung cảnh khi chúng ta đi du lịch, hoặc là chúng ta đi bẫy chim như Tùng. Đấy, có nghĩa là chúng ta đi bẫy chim, chúng ta có thể live stream trực tiếp luôn. Đó, cho anh em xem nước con chim nó đấu trực tiếp trên rừng, hoặc là live stream các sự kiện, các môn thể thao, câu cá, bóng bàn, bóng rổ, đá bóng, vân 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 vân. Đấy, chúng ta sẽ mượn ống kính máy quay để làm thiết bị live stream cho mọi người xem trực tiếp trên Facebook hoặc là trên YouTube hoặc là các trang cá nhân Instagram hoặc mọi thứ. Thì sau đây thì Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người về vài bộ live stream và hướng dẫn sử dụng cho mọi người về live stream. Live stream qua laptop thì PC thì Tùng cũng đã nói về hai bộ live stream trước rồi, Tùng không nói trước. Thì hôm nay Tùng sẽ giới thiệu, Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là live stream trên điện thoại như thế nào và bằng cách nào và kết nối như thế nào, ứng dụng gì để cho chúng ta cho phép chúng ta live stream trên điện thoại, và chúng ta cần những thiết bị gì để chúng ta live stream được. Và mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip Tùng sẽ lên cho mọi người trải nghiệm về các thiết bị máy quay phim cũng như các phụ kiện. Hiện tại thì các bộ live stream này thì Tùng đang có bán và Tùng có xuất cả hóa đơn bán lẻ cho mọi người thuộc doanh nghiệp hoặc công ty để mọi người có thể là thanh toán dễ dàng hơn. Và Tùng có ship COD, nhận hàng, kiểm tra xong thì thanh toán, nên là mọi người yên tâm nhé. Và ngay sau đây thì mọi người sẽ cùng Tùng xem những bộ live stream hiện tại Tùng đang có đây và Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nhớ theo dõi mọi người nhé. Vâng, đây là ba dòng thiết bị live stream mà Tùng hiện có. Thì ở đây Tùng có phân loại ra hai dòng, tức là một dòng live stream qua cổng USB 2.0 và một dòng live stream qua cổng USB 3.0 chuẩn 3.0. thì Tùng xin giới thiệu USB 2.0. đây là một bộ live stream qua cổng USB 2.0, tốc độ là 2.0 mọi người nhé. Đây bộ live stream này, đầu USB này, cổng HDMI out, HDMI in này, và đây là thêm một bộ nữa. Bộ này cũng là bộ cổng USB 2 tốc độ 2.0 mọi người nhé. Đó, đây mọi người nhé, đây cũng là cổng HD, cổng USB 2.0 này, có hai bộ này cùng là USB 2.0. như ở đây Tùng so sánh nó khác ở điểm gì, ví dụ như bộ Tùng đang cầm trên tay này thì nó sẽ chỉ có một cổng vào và một cổng ra, tức là cổng HDMI in và cổng USB out. Đó, ví dụ như bộ này chúng ta không cần nguồn phụ, chúng ta có thể mang đi đâu cũng được. Và tiếp đến là bộ này thì nó sẽ có 4 cổng, một là DC in, hai là input HDMI, 3 là output HDMI và 4 là USB out. Thì bộ này nếu mà khi chúng ta mà live stream qua laptop PC thì chúng ta không cần nguồn phụ,
Nhưng khi chúng ta live stream qua điện thoại thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải cắm cấp nguồn phụ để nó nuôi bộ live stream này. Bởi vì khi chúng ta kết nối bộ live stream này vào điện thoại thì nguồn của điện thoại không đủ để nuôi bộ live stream này, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng nguồn phụ khi live stream qua điện thoại. Ví dụ như muốn live stream qua điện thoại chúng ta chỉ nên sử dụng dòng này. Dòng này sẽ không cần nguồn phụ mọi người nhé. Dòng này thì chúng ta cắm trực tiếp vào điện thoại là live stream bình thường thôi. Đó là hai bộ live stream này 2.0 cùng giới thiệu này. Và tiếp đến là Tùng muốn giới thiệu cho mọi người về bộ live stream 3.0. Đây là thiết bị live stream 3.0. Thì bộ này được thiết kế với vỏ kim loại nguyên khối. Đấy, rất nặng mọi người nhé, nặng lắm. Và có hai cổng kết nối. Một là cổng USB out, USB 3.0 out, và hai là cổng HDMI in. Thì bộ này cũng có chúng ta cho chúng ta là live stream qua điện thoại mà không cần nguồn phụ được. Đấy, qua máy tính thì Tùng không nói rồi, nhưng mà Tùng đang muốn nói là live stream trên điện thoại chúng ta không cần nguồn phụ nếu mà qua bộ 3.0 này. Đó, bộ 3.0 này thì giá thành nó sẽ cao hơn bộ 2.0 kia, nhưng mà nếu mà giả sử như là anh em nào mà sử dụng live stream qua điện thoại thì chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng đến bộ live stream 3.0 này, bởi vì tốc độ USB qua điện thoại thì cũng chỉ đạt là 2.0 thôi. Qua máy tính thì nhiều máy tính là không hỗ trợ cổng USB 3.0, và nhiều laptop, đa phần là laptop thì nó mới hỗ trợ là cổng USB 3.0, thì chúng ta nên sử dụng bộ này. Hoặc là nhiều người sử dụng mà muốn kết nối thêm một màn hình phụ nữa, tức là ví dụ như là chúng ta cắm, khi chúng ta đang live stream mà chúng ta muốn xuất ra một màn hình nữa để cho mọi người xung quanh xem, thì chúng ta lấy bộ này. Bộ này sẽ có một cổng HDMI out, thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp từ cổng này ra một màn hình lớn nữa, hoặc là qua ra máy chiếu nữa, để vừa chúng ta vừa live stream mà vừa phát lại, vừa phát trực tiếp cho mọi người xung quanh đó người ta xem. Đó là cổng bộ này. Còn bộ này thì chúng ta live stream qua máy tính và điện thoại thì cũng không cần nguồn phụ. Và bộ này thì Tùng khuyến khích anh em là chỉ gọi là phù hợp qua máy tính, vì vì laptop là mới có cổng USB 3.0 thì nó đa tốc độ. Đấy mọi người nhá. Đấy là ba bộ thiết bị live stream mà Tùng hiện có. Thì anh em nào cần cứ inbox vào Zalo, Facebook cho Tùng, Tùng sẽ báo giá cụ thể cho mọi người. Hai bộ này thì rẻ. Đó, hai bộ này thì rẻ, chỉ có vài trăm nghìn thôi. Còn bộ này thì sẽ có giá thành là hơn 1 triệu. Nên là anh em nào cần thì kia inbox vào Zalo cho Tùng 0868 238 232. Và bây giờ thì Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là live stream trên điện thoại. Live stream qua máy tính thì Tùng đã hướng dẫn ở các clip trước rồi. Thì hôm nay Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người là live stream trên điện thoại. Và chúng ta cần những thiết bị gì? Thứ nhất, chúng ta cần một bộ chuyển đổi HDMI Video Capture. Ví dụ như bộ này là 3.0 hoặc là 2.0. Đó. Tại sao chúng ta cần phải chuyển đổi? Bởi vì là giữa máy tính và điện thoại thì nó chỉ nhận là USB vào, có nghĩa là USB in, nó không có HDMI in. Nên là chúng ta phải chuyển đổi từ HDMI out sang USB in, HDMI in sang USB out, để chúng ta sử dụng cổng out đó, cổng out của trên thiết bị này cắm vào cổng USB của máy tính hoặc trên điện thoại. Cho nên chúng ta sẽ cần những thiết bị sau. Một là bộ capture, hai là một chiếc điện thoại. Máy tính thì Tùng không nói nhé, người nào có máy tính thì càng tốt. Như ở đây thì Tùng sẽ hướng dẫn cho mọi người, trên điện thoại thì Tùng sẽ kiếm một chiếc điện thoại. Ví dụ ở trên tay Tùng đây là một con Samsung Galaxy Note 5. Thì những con điện thoại nào có cấu hình để cho chúng ta có thể là live stream trên điện thoại, thì như Tùng được tham khảo thì các dòng điện thoại như là chuộng nhất vẫn là Samsung. Năm Note 4 thì Tùng không rõ, nhưng mà Tùng sẽ khuyến khích mọi người là sử dụng từ Note 5 đổ lên. Đấy, Note 5 này, Note 7, Note 8, Note 9, Note 10 này, hoặc là S6, S7, S7, S8, S9, S10, hoặc là những đời cao hơn. Đó, những đời cao hơn mọi người nhé. Và khi chúng ta live stream thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng qua một ứng dụng chuyển đổi để dẫn đường link cho chúng ta live stream qua Facebook hoặc YouTube. Tùng nói đơn giản là qua Facebook hoặc YouTube thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ vào App Store.
chúng ta sẽ vào App Store và chúng ta tìm đến đến ứng dụng là Camera Feline. Đây như mọi người thấy, Camera Feline này. Đó. Thì ở đây Camera Feline của Tùng đã tải rồi. Thì bây giờ Tùng sẽ thử update. Đấy. Của Tùng sẽ tải rồi. Và cái ứng dụng Camera Feline này thì nó sẽ cho sử dụng miễn phí 1 tháng đầu. Đó, cho chúng ta sử dụng trải nghiệm miễn phí 1 tháng đầu và tháng kế tiếp thì chúng ta phải trả phí. Và mức phí của nó là khoảng 180.000 đồng trên 1 tháng. Và ở bản miễn phí và ở bản trả phí nó sẽ có khác nhau ở cái gì thì lát nữa, thì sau đây vào ứng dụng thì Tùng sẽ chỉ cho mọi người trả phí và miễn phí nó sẽ khác nhau ở cái gì. Giữa ứng dụng Camera Feline với phiên bản trả phí và miễn phí thì ở đây như mọi người đã thấy thì Tùng bắt đầu vào ứng dụng cho mọi người. Đó. Ví dụ như ở Tùng ở đây thì Tùng cũng đã có ấy rồi này. Có cài đặt rồi này. Đó, chúng ta sẽ start để chúng Tùng nói sơ qua về trả phí và miễn phí. Ví dụ như ứng dụng miễn phí thì nó sẽ không cho phép chúng ta là sử dụng các icon hoặc là thêm bớt hình ảnh hoặc là thêm chữ ở các dụng này. Ví dụ như chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ ra ứng dụng, nó sẽ bắt trả phí là 183.000 đồng trên 1 tháng. Đó. 1 triệu 600.000 đồng trên 1 năm. Đó, nó sẽ có nhiều kiểu thanh toán qua ví điện tử Momo, thanh toán qua số tài khoản hoặc những cái này. Nó cũng sẽ giới hạn. Nó sẽ cũng sẽ giới hạn cho chúng ta, ví dụ viết text, viết thêm văn bản vào video nó cũng sẽ giới hạn cho chúng ta, hoặc bên này audio thêm nhạc, thêm tiếng vào video, lồng tiếng vào video cũng giới hạn không cho chúng ta sử dụng. Và chúng ta sử dụng miễn phí thì chúng ta chỉ có sử dụng thế này. Đó. Đó là chúng ta thêm một thiết bị, ví dụ như thiết bị của Tùng ở đây là thiết bị Samsung Galaxy Note 5. Đó, và kế tiếp chúng ta cần cáp chuyển đổi, đó là cáp HDMI. Đây, ví dụ như là bộ cáp HDMI thì chúng ta phải phụ thuộc vào chiếc máy quay của chúng ta. Chúng ta phải phụ thuộc vào chiếc máy quay của chúng ta xem là cổng HDMI out nó sẽ ra bằng cổng nào. Ví dụ như Tùng nói nôm na một con PG540 này đi, thì cái cổng HDMI out của nó sẽ xuất ra bằng cổng là HDMI out nhưng mà là cổng micro HDMI, tức là cổng nhỏ nhất đấy mọi người nhé. Đây, ví dụ như là cổng nhỏ nhất đây, chân nhỏ nhất đây mọi người nhé. Và có những con máy thì nó sẽ xuất ra bằng cổng mini HDMI. Đó, tức là nó sẽ có cổng xuất ra to hơn, nhỉnh hơn đây này một chút và nhỏ hơn đầu to nhất. Đấy. Và đây ví dụ như Tùng lấy luôn một cáp ra cho mọi người xem. Đây là cổng mini HDMI. Đó, như mọi người thấy thì là cổng dò sẽ nhỏ hơn cổng to một chút. Đấy là cổng mini HDMI. Và tiếp đến chúng ta cần khi qua điện thoại Samsung thì chúng ta cần một cáp, đó là cáp OTG để chúng ta chuyển đổi từ cổng sạc của máy điện thoại sang cổng USB. Đó, như mọi người thấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần thêm, đó là chiếc máy quay của chúng ta. Ở đây thì Tùng sẽ sử dụng luôn con Panasonic
CV800 này, hàng cao cấp của Pana này cho mọi người trải nghiệm. Và ngay sau đây thì Tùng sẽ hướng dẫn kết nối cho mọi người nhé. Đầu tiên, ví dụ như Tùng livestream qua bộ 3.0 này đi. Đấy, bộ 2.0 trước đi. Chúng ta Tùng sẽ livestream qua bộ 2.0 cho mọi người xem. Đây, đây là bộ 2.0 mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm cáp sang cáp OTG của máy tính. Đấy, như mọi người thấy. Và tiếp đến là chúng ta sử dụng cáp HDMI. Lấy đầu to, chúng ta cắm vào cổng HDMI in. Tiếp đến là cổng micro HDMI thì chúng ta sẽ cắm vào chiếc máy quay. Đây thì chiếc máy quay Panasonic này của Tùng thì Tùng sẽ cắm vào cổng này. Đấy, micro HDMI. Đấy, như mọi người thấy. Và tiếp tục là chúng ta sẽ cắm vào điện thoại. Ở chứ Tùng, tại sao Tùng khuyến cáo anh em nên sử dụng Samsung, bởi vì cái chế độ OTG của Samsung là luôn luôn bật, luôn luôn cho phép, không như các dòng khác, ví dụ như là Oppo hay là những dòng điện thoại RAM Tùng không rõ lắm, nhưng mà các dòng điện thoại khác dòng Samsung, ví dụ như Oppo, thì cái chế độ OTG chúng ta phải vào cài đặt và cài đặt bổ sung và cho phép và bật lên thì nó mới cho phép kết nối OTG. Nhưng riêng dòng điện thoại Samsung này thì nó sẽ hỗ trợ OTG 24/24, bất kể lúc nào chúng ta có thể cắm vào được. Đây nhá mọi người nhá, Tùng sẽ cắm cáp OTG vào. Đấy, khi cắm cáp OTG vào, đèn xanh nó sẽ báo, tức là bắt đầu là thiết bị là nhận điện hoạt động. Và sau đây thì Tùng sẽ trải nghiệm cho mọi người xem. Tùng sẽ vào camera Freeline. Ở một camera Freeline này thì chúng ta khi trước khi chúng ta muốn livestream thì chúng ta sẽ phải đăng nhập vào, chúng ta muốn livestream qua đâu thì chúng ta phải đăng nhập. Đây ví dụ màn hình đăng nhập này, ví dụ Roll in with Facebook, tức là chúng ta sẽ đăng nhập vào Facebook hoặc là đăng nhập vào YouTube hoặc Twitch. Đấy, các thứ đó. Út xem đó, như ví dụ như ở Tùng đây thì Tùng đăng nhập vào Facebook đi. Vậy là Tùng đã đăng nhập xong bằng Facebook, chúng ta sẽ ấn tiếp tục. Đó, nó sẽ kết nối qua đường link Facebook của chúng ta. Đây, nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là khi livestream là chúng ta livestream qua trang cá nhân của chúng ta hay là livestream qua hội nhóm nào. Ví dụ như trang cá nhân của Tùng, Tùng sẽ chọn là trang cá nhân của Tùng là Phương Thúy. Đó. Tiếp đến là chúng ta ấn vào Start. Màn hình livestream nó đã ra. Thì chúng ta phải ấn vào tích vào dấu chọn này, USB default for the zip USB device. Chúng ta sẽ ấn chọn này cho phép. Ấn OK, audio. OK, screen màn hình. Đấy, như mọi người đã thấy. Thì
thì chiếc máy quay của Tùng Tùng đang chia ra ngoài ống kính nên là con chim, nên là ống kính của nó sẽ như thế này. Và chúng ta có thể cài đặt, ví dụ như đây, chúng ta sẽ chọn cài đặt chất lượng. Ở đây là bước chọn mic mọi người nhé. Đây ví dụ này, chúng ta chọn mic mic 1 là mic của điện thoại, mic 2 là mic của máy quay. Chúng ta có thể chuyển qua đây để chúng ta chọn lựa chọn mic. Đây ví dụ đây, đây là mic mọi người nhé. Này đây là mic 1 này của điện thoại, mic 2 của máy quay này, và video, video 1 là của màn hình điện thoại. Đấy, khi chúng ta bật lên video 1 thì nó sẽ ra màn hình điện thoại. Đó, như mọi người thấy. Và tiếp tục chúng ta muốn chuyển đổi video 2. Video 2 thì chúng ta ấn vào video 2, chúng ta ấn lên. Ok. Đó. Hiện tại cái máy quay của Tùng vừa tắt xong, Tùng sẽ ấn bật lên. Đấy. Như mọi người đã thấy. À, Tùng xin lỗi là khi chúng ta livestream qua Facebook này thì nó sẽ không cho thay đổi định dạng. Bởi vì Facebook nó cấm cho phép đăng video hoặc livestream video là với độ phân giải là Full HD. Nên là khi chúng ta ấn vào định dạng này thì nó sẽ báo lỗi là không định cho định dạng, thay đổi định dạng. Định dạng cố định là 720. Đó, 720 là Full HD mọi người. À, HD mọi người nhá. Đấy, The Broad này, The Broad Video này, The Broad Video Setting is 720. Đó. Chúng ta có mục setting này, chúng ta ấn ở dấu 3 gạch ngang này. Chúng ta có mục setting này, ví dụ như là chúng ta muốn thay đổi. Đây là server là Facebook này, đấy, channel kênh là Phương Thúy này. Đó. Chúng ta có thể thay đổi độ phân giải. Đây, nó chỉ cố định cho 720 nếu qua Facebook. Nếu qua YouTube thì chúng ta sẽ được Full HD 1920x1080 mọi người nhé. Đó, đây là các cài đặt này. Đó. Chất lượng video này, quality này. Quality này, chất lượng video này, hình là cao này, low là thấp này, medium là tự động này. Đấy, trung bình. Đấy, custom là tự động của ứng dụng. Mình chọn là hình là cao. Đó. Và bây giờ thì Tùng sẽ ấn vào đây. Đây là chọn bạn bắt đầu Tùng muốn livestream thì Tùng sẽ ấn go. Bắt đầu nó sẽ cho ra Phương Thúy Podcast. Đây là chúng ta ghi ấy, ghi ví dụ như là tiêu đề livestream. Đó, chất lượng 720. Public là công khai. Create. À chết. Tùng lại chọn công khai. Tùng sẽ tắt và Tùng sẽ chọn lại. Tùng không chọn công khai nữa, Tùng chọn là ấy đi. Tùng sẽ chọn là để là riêng tư. Tùng được chọn là riêng tư, Frater là riêng tư mọi người nhá. Tùng ấn Create. Đó, nó sẽ ra màn hình cho chúng ta là chuẩn bị livestream. Và bắt đầu chúng ta livestream, chúng ta ấn vào Go. Đó. Mọi người chờ một xíu để nó load. Đó, bắt đầu là livestream rồi mọi người nhá. Và bây giờ thì Tùng sẽ di chuyển bằng máy quay này. Đây, Tùng sẽ di chuyển bằng máy quay này. Đó. Đó, như mọi người thấy. Tùng sẽ tăng zoom trên con máy quay này.
Đó. Quan trọng là vào chất lượng mạng nữa mọi người nhé. Chất lượng mạng của chúng ta là chúng ta phải chất lượng mạng tốc độ cao. Đây, và bây giờ thì Tùng sẽ vào Facebook của Tùng cho mọi người xem. Phương Thúy. Đây mọi người nhá, nick Facebook của Tùng đấy nhá. Và đây là đang live stream. Chất lượng mạng tốc độ cao. Đây, và bây giờ thì Tùng sẽ vào Facebook của Tùng cho mọi người xem. Đấy, đây là độ trễ mọi người nhá, chắc chắn là bao giờ không có độ trễ. Đây mọi người nhá, nick Facebook của Tùng đấy nhá. Và đây là đang live stream. Đấy, như mọi người thấy đồ trễ này. Tôi sẽ giảm âm thanh đi khỏi nó bị nhiễu, nhiễu âm thanh. Nó vọng đi vọng lại nó sẽ bị nhiễu. Đấy, như mọi người thấy. Bắt đầu Tùng tăng zoom này. Đó. Đây chiếc máy quay của Tùng đây mọi người nhé. Đó. Rất ok đúng không mọi người? Vâng, nếu mà sau khi chúng ta đã không muốn live stream nữa thì chúng ta chỉ ấn vào stop. Chúng ta ấn ok. Là việc live stream của chúng ta sẽ kết thúc. Đó, vậy là vừa rồi thì Tùng đã hướng dẫn cho mọi người là cách live stream từ máy quay sang điện thoại ở bất kể nơi đâu, qua một thiết bị, đó là thiết bị USB capture HDMI, thiết bị giúp cho chúng ta live stream. Thiết bị giúp cho chúng ta live stream trực tiếp trên máy quay qua điện thoại hoặc qua máy tính laptop. Ở đây thì Tùng hướng dẫn cho mọi người là sử dụng trên chiếc điện thoại là Note, Samsung Galaxy Note 5 của Tùng. Thì chất lượng về tốc độ xử lý của con này thì rất tốt. Đấy, ví dụ như là lên Note 7 hay Note FE, Note 8, Note 9, Note 10 thì chắc chắn là Tùng nghĩ là sẽ tốt hơn nhiều. Nó chỉ phù hợp với mình, Tùng khuyên dùng là chỉ phù hợp với các dòng Samsung thôi nha mọi người nhé. Còn các dòng Oppo thì Tùng lại không thể trải nghiệm được. Và kể cả là bộ live stream này, chúng ta cũng thực hiện như vậy. Và nếu mà khi bộ live stream này mà chúng ta muốn qua điện thoại thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắm một cấp thêm nguồn cho nó mọi người nhé. Đấy, bộ livestream này nếu mà qua điện thoại chúng ta phải cấp thêm nguồn để nó nuôi bộ livestream này này, để nó nuôi được cổng output của cái HDMI này sang một thiết bị khác nữa. Đó là bộ livestream thêm cổng HDMI out. Và bộ livestream 3.0 này thì chúng ta cũng không cần phải kết nối thêm nguồn phụ, bởi vì là nó được thiết kế là chỉ có hai cổng thôi, và bộ này là bằng kim loại nguyên khối, nó giúp cho tản nhiệt tốt hơn. Đó, nó giúp cho tản nhiệt tốt hơn. Rất nặng mọi người nhá. Đó, chúng ta có thể là live stream bất kể đâu, bất cứ đâu, trên rừng, dưới biển hay là bất kể chỗ vị trí nào. Chúng ta chỉ cần có điện thoại và các thiết bị live stream, cáp kết nối. Đó, cáp kết nối này và một chiếc máy quay. Đó, một chiếc máy quay có cổng HDMI out ra. Và có 4G. Tùng khuyên là có 4G hoặc là thiết bị phát sóng Wi-Fi di động
đó thì chúng ta sẽ live stream được tất cả mọi nơi mọi người nhé. Và mọi người nào cần thiết bị live stream này thì Tùng vẫn sẽ có cung cấp cho mọi người. Mọi người cần thì cứ inbox vào Zalo, Facebook cho Tùng. Đó. Và Zalo hoặc là số điện thoại chính của Tùng là 0868238232 và Facebook của Tùng là Phương Thúy như mọi người vừa cũng đã xem trên Facebook của Tùng rồi. Và Tùng có ship COD, ship hàng khắp mọi miền Tổ quốc, anh em nhận hàng kiểm tra xong thì thanh toán. Đó. Mọi người nhớ chia sẻ cho anh em bạn bè được biết và đừng và nhấn chuông đăng ký để ủng hộ Tùng và đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà Tùng sẽ lên cho mọi người trải nghiệm về tất cả các thiết bị máy quay phim mọi người nhé. Đó, mọi người chia sẻ giúp Tùng cho anh em bạn bè được biết, những người có nhu cầu live stream qua điện thoại bằng live stream bằng máy quay qua điện thoại hoặc là live stream sự kiện hoặc là tiệc cưới hay là những công môn thể thao, chúng ta có thể live stream trực tiếp cho anh em bạn bè được xem trực tiếp trên Facebook hoặc trên YouTube. Và sau đây thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.